Ngày 16 tháng 11, Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ đã phát đi bản tin cảnh báo mưa dông, lốc xoáy và biển động mạnh ở khu vực Nam Bộ. Theo đó, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar thời tiết, cho thấy mây dông đã và đang phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, xét cho khu vực Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Ngoài ra, các khối mây dông đang phát triển mạnh trên vùng biển phía đông và có xu hướng di chuyển vào các tỉnh ven biển của các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Cảnh báo trong những giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển gây mưa rào, có nơi kèm theo dông, xét cho các khu vực kể trên, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 5 đến 25mm, có nơi trên 30mm, trong cơn dông đề phòng lốc, xét, gió giật mạnh cấp 5 đến 7. Ngoài ra, trên vùng biển Nam Bộ, từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau có gió đông bắc cấp 5, Phú Quốc có gió đông đông bắc cấp 4. Dự báo diễn biến trong 24 giờ đến 48 giờ tới, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau gió đông bắc hoạt động với cường độ mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Độ cao sóng từ 2 đến 4,5 m, biển động mạnh. Ngoài ra, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 11, vùng biển từ Bà Rịa, Vũng Tàu đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm Phú Quốc, Vịnh Thái Lan và khu vực Nam Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển, cấp 2.